Lodiatom DS-261. Mình sẽ tháo lưới ra nha. Cặp lo này 3 đường tiến, bát là 25cm, bát giấy nha. Đây, quay gần. Cái gần nó xích ngược vào trong như thế này. Trên này thì mình có thể tinh chỉnh được trép, ít trép, nhiều trép và chế độ trung bình. Em đang cho cái trép nè, nghe cho đã hơn. Trép với mic nghe được qua cái chế độ này thì nó sẽ vang hơn nhiều. Chiều cao của lo là 55cm, chiều ngang cả hai lo là 64cm. Cặp lo này có công suất là 60W một thùng, 120W trên cặp lo. Trở kháng của lo là 6 ohm, đai tâm DS261. Để em lấy cái lưới ra. Ủa, lưới rất nặng. Trên những cái nơi bán khác thì họ sẽ nói đây là gỗ lạng, nhưng mà theo em lấy cái thịt gỗ em bấm thử thì này là cái gỗ thiệt, gỗ thịt của mình ép lại, cũng có thể nói là gỗ lạng, nhưng mà sự thật là gỗ thịt mình ép lại nha. Một số anh nói là gỗ lạng. Cũ của nó là cũ móng ngựa, rất là to và nặng, hình thức thì tương đối khá. Cặp lo này rất nặng và to nha. Em ship hàng tổng quốc và bưu điện. Các anh nhận hàng tại nhà, mua hàng bên em thì vui lòng cọc hoặc chuyển đủ, thì các anh chọn hình thức thanh toán cọc 1 triệu, thì sau đó cho em xin địa chỉ, em sẽ ship hàng tặng nhà cho mình, hoặc chuyển đủ 100% thì các anh lựa chọn. Sau đó em sẽ ship hàng tặng nơi mình nhận được hàng, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng gọi đến số 0931 008 099 để em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết cũng như chốt hàng qua Zalo cho mình tham khảo, hoặc là trực tiếp qua điện thoại. Bây giờ mình sẽ test thêm một đoạn nhạc test qua tiếng hát ca sĩ Như Hoa, rồi em xin kết thúc clip này. Mua hàng vui lòng gọi 0931 008 099 nha. Cặp loa này sử dụng tốt cho phòng 40 đến 50 m², âm ly thì từ 200W trở về là đánh được cặp loa này. Hiện tại em đang dùng âm ly 175W.